Mới đây trên trang nhà của các anh youtube đứng trước nhà chị Hồng Loan có đăng tải video là hai vị luật sư đến nhà của chị Hồng Loan không biết là bàn bạc về cái vấn đề gì nhưng mà tất cả khán giả, tất cả mọi người luôn hy vọng hai vị luật sư này đến để đưa những cái thông tin tin tức cho chị Hồng Loan nghe ai cũng mong chờ là những tin vui với chị Hồng Loan nha quý vị khi mà hai vị luật sư này đến thì cũng không biết là cái câu chuyện như thế nào nhưng mà đối với khán giả tất cả mọi người hy vọng rằng những vị luật sư hai vị này đến nhà chị Hồng Loan là một cái tin vui để gửi đến cho chị Hồng Loan khi mà cha của chị Hồng Loan còn sống là chú nghệ sĩ Tổ tố Vũ Linh đã xác định rằng nhà số 5 đòn thị điểm và cái miếng đất ở Thủ Đức là hai cái tài sản mà chú ấy tâm đắc và tâm nguyện nhất là để lại cho con gái yêu thương là Võ Thị Hồng Loan. Đến bây giờ sự thật vẫn là sự thật mà khán giả đã nhìn thấy được đó quý vị, vị đó hy vọng rằng là tất cả những tin vui đều đến với chị Hồng Loan. Đâu đó thủ tục đất đai của cha của chị hợp thức, hợp thức hóa hết tất cả tài sản của cha của chị Hồng Loan do chính con cái yêu thương của chú ấy đảm nhận mà không phải do bất kỳ người nào thuộc uh, quyền muốn sở hữu cả thưa mọi người. Tại vì là tất cả cộng đồng mạng lúc nào cũng ủng hộ chị hồng lon hết mình và dành cái tình cảm yêu thương cho chị hồng lon và bên cạnh đó thấy được khán giả nơi đâu đâu mọi người cũng đổ về nhà chị hồng lon để mua ủng hộ những món đồ ăn vật cho chị Hồng Loan là những cái tình cảm yêu thương của quý vị dành cho chị Hồng Loan rất rất là nhiều và thưa quý vị người ta nói rằng sống ở đời cái gì của mình vẫn là của mình còn cái gì không phải là của mình cố chấp cố giành lấy cố muốn đồng sở hữu những cái gì mà của người khác thì sẽ không bao giờ được đâu thưa quý vị khán giả bởi vì của cha của chị Hồng Loan để lại một điều tâm nguyện yêu thương con gái bé nhỏ và muốn để lại cái tài sản này cho năm đứa cháu của chú ấy với con gái của chú ấy mà thôi. Ngoài ra không có muốn để lại bất kỳ điều gì để cho một người nào sở hữu cả điều đó. Cái sự thật hiển nhiên mà tất cả cộng đồng mạng ai ai cũng nhìn thấy được. Và cảm ơn tất cả anh chị em, mọi người lúc nào cũng đồng hành và chia sẻ cái tình cảm một cái trái tim của tất cả hàng dạng, hàng triệu người trong và ngoài nước hướng về cô gái bé nhỏ yêu thương Võ Thị Hồng Loan là con gái duy nhất hợp pháp của... Nghệ sĩ ưu tú Phụ Linh Cảm ơn tất cả quý vị Đã lúc nào cũng đồng hành Với gia đình của vọ thị Hồng Loan Dành cái tình cảm yêu thương cho chị ấy nha Quý vị khán giả